góp phần thực hiện thành công các mục tiêu chỉ tiêu của nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Quỳ Hợp nhiệm kỳ 2010-2015. Những năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Quỳ Hợp đã phối hợp với các tổ chức thành viên thực hiện hiệu quả các cuộc vận động lớn. Nổi lên là cuộc vận động ủng hộ xóa nhà tranh tre rột nát, hỗ trợ khuyến khích đồng bào khó khăn, đẩy mạnh phát triển kinh tế, xóa nghèo, vươn lên làm giàu. Và thực tế đã xuất hiện nhiều mô hình vượt khó làm giàu ở nhiều xã vùng sâu xa của địa phương này. Gia đình anh Hồ Văn Nghĩa, chị Trần Thị Ân ở xóm Minh Hồ, xã Minh Hợp, huyện Quỳ Hợp, năm 2010 còn là một hộ nghèo khó, phải sống trong ngôi nhà rột nát tạm bợ. Chồng ốm đau, bệnh tật triền miên, mọi công việc nặng nhọc của gia đình hầu hết đều do chị đảm nhận cả. Vất vả, tìm kế sinh nhai, những thường cuộc sống chỉ qua ngày đoạn tháng. Nhưng đầu năm 2011, từ sự động viên giúp đỡ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp huyện Quỳ Hợp trong cuộc vận động ủng hộ xóa nhà tạm bợ và quỹ hỗ trợ phát triển kinh tế, gia đình chị Trần Thị Ân được hỗ trợ 8 triệu đồng làm nhà ở và 7 triệu đồng tiền vốn làm ăn. Số tiền 8 triệu đó cộng với sự giúp đỡ của anh em cộng đồng lối xóm góp thêm ngày công, nguyên vật liệu. Sau một năm, vợ chồng chị đã xây dựng ngôi nhà khang trang, ấm cúng như hôm nay. Riêng số vốn làm ăn, chị đã sử dụng vào việc nhận đất đồi rộng hơn 7 sào để mua giống trồng cam. Vụ cam vừa rồi là vụ thu hoạch đầu tiên. Mặc dù chưa bán hết, còn dành vài tấn để bán cam Tết, nhưng đã thu về cho gia đình chị 250 triệu đồng. Bước khởi đầu trong làm ăn khấm khá của một hộ nghèo khó chăm chỉ làm ăn như gia đình chị, từ nay chắc chắn hứa hẹn một cuộc sống đủ đầy hơn. Thì đầu tiên thì nói chung gia đình em cũng khó khăn, chồng em thì ốm yếu, nhưng mà máy nhờ xà và Mặt trận Tổ quốc cho gia đình em vay 8 triệu và hỗ trợ thêm cho nhà em 7 triệu là để làm ăn. Nhưng mà nhà em mua đất trồng, nói chung trước đầu tiên là trồng mía, nhưng mà cây mía không hiệu quả thì nhà em lại chuyển đổi qua trồng cây cam. Thì nói chung bước đầu thì nhà em cùng trồng cây cam thì thấy thị trường vẫn cùng thu nhập được, cũng ổn định. Nói chung thì năm đi là nhà em năm đầy năm đầu, nhưng mà cùng thu nhập được, nói chung trước mắt thì cũng được vài trăm rồi. Thì nói chung đang còn một ít cam nữa thì nhà em cũng đang để dành cam Tết. Nói chung được cái tí em cũng xin cảm ơn xà và Mặt trận Tổ quốc đã giúp đỡ gia đình em có được như ngày hôm nay. Ở xã Minh Hợp, cũng như nhiều địa phương khác của huyện miền núi Quỳ Hợp, còn nhiều hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, ngặt nghèo về kinh tế. Vì thế, cuộc vận động xóa nhà tranh tre đốn lá và nguồn quỹ hỗ trợ để dân từng bước thoát nghèo luôn được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp trên địa bàn vận động kêu gọi, phát động. Khi có quỹ, có sự hỗ trợ của trên, thì tổ chức mặt trận thông qua việc nắm rõ hoàn cảnh của bà con để chung tay sẻ chia, làm vơi đi phần nào vất vả của hộ dân nghèo khó, cả về tinh thần lẫn vật chất. Chính nghĩa cử đó đã khích lệ ý chí quyết tâm cho mỗi hộ nghèo cần cù, nhẫn nại hơn trong làm ăn. Thực hiện cái chương trình mà ủng hộ quỹ vì người nghèo thì đối với cái ban công tác mặt trận đã triển khai rất là đồng bộ từ xã cho đến xóm. Trong cái công tác tuyên truyền vận động thì vận động mỗi hộ gia đình ít nhất là hỗ trợ 10.000. Nhưng mà mặc dù 10.000 là rất ít, nhưng mà cũng có thể nói là nhiều nhỏ góp lại thành to, cái sức của cộng đồng rất là lớn trong cái công tác là tham gia ủng hộ quỹ vì người nghèo. Và cái quỹ vì người nghèo đó đã trích để hỗ trợ cho các hộ nghèo xóa tranh tre rột nát tạm bợ, rồi để hỗ trợ cho hộ nghèo là không có điều kiện để chữa bệnh, nhưng người mắc bệnh hiểm nghèo, rồi hỗ trợ cho những hộ nghèo là phát triển kinh tế như mua trâu, mua bò để sinh sản chẳng hạn. Thì tất cả cái những cái việc đó đều là xuất phát từ cái ban công tác mặt trận họ triển khai. Nhà ở của chị Vi Thị Dung ở xóm Điểm, xã Châu Đình nằm ven đoạn sông Dinh, toãi rộng.
mùa mưa lũ thường gây ngập lụt. Lại là hộ nghèo, vợ chồng chị phải sống trong ngôi nhà trống hua này. Nhưng không yên ổn. Bởi vậy mà chị cứ phải lo nghĩ đến nhà cửa, không còn tâm sức đâu mà nghĩ đến chuyện tập trung làm ăn. Năm 2012, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Châu Đình qua nguồn quỹ vì người nghèo của huyện đã hỗ trợ cho gia đình chị Vi Thị Dung 16 triệu đồng để vừa làm nhà trên vùng đất mới, thoát khỏi cảnh mưa lụt, vừa có tiền đầu tư vào cây mía làm ăn. Số tiền mặt trận có được từ sự hỗ trợ, vợ chồng chị mua vật liệu tự xây dựng nhà cửa dần dần. Bà con lối xóm, anh em giúp thêm trồng gạch, xe đá, ngày công. Cho đến hôm nay, cán bộ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Quỳ Hợp, xã Châu Đình cùng chúng tôi đến thăm gia đình chị vào một ngày trung tuần tháng 1 của năm mới 2015. Thì ngôi nhà kiên cố, rộng rãi sắp hoàn thành để kịp đón Tết cổ truyền của dân tộc. Và mọi người vui hơn khi chính đầu năm này, gia đình chị Vi Thị Dung đã tự nguyện làm đơn xin ra khỏi hộ nghèo. Hiện gia đình chị trồng 5 sào mía và làm 3 sào ruộng, một thứ điền sản đã giúp cuộc sống thoát đói nghèo. Được nguồn hỗ trợ kinh phí của Ban Mặt trận Tổ quốc, thì tôi đã làm được nhà và tuần đang sửa sang nhà cửa để cho ổn định, để đón Tết Ất Mùi sau này, để và tôi sẽ cố gắng vươn lên. Để thực hiện hiệu quả cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và các phong trào phát triển kinh tế đẩy lùi đói nghèo, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Quỳ Hợp đã chỉ đạo phối hợp với các tổ chức thành viên như Hội Cựu Chiến binh, Hội Phụ nữ, tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân chăm lo làm ăn, mở mang đời sống. Đã có những tấm gương sáng trong phong trào phát triển kinh tế vượt lên đói nghèo, bệnh tật. Đó là trường hợp chị Vi Thị Xuân ở xóm Đồng Ban, xã Đồng Hợp, huyện Quỳ Hợp. Người phụ nữ này năm nay 41 tuổi. Thuở ấu thơ đến giờ, chị đã phải đi trên hai chiếc nạng gỗ do một đợt tiêm chủng gây nên, khiến chị bị bại liệt hai chân. Trong câu chuyện với mọi người, chị không quên nhắc đến sự quan tâm đùm bọc sẻ chia của Mặt trận Tổ quốc xã Đồng Hợp và Hội Phụ nữ xã. Ngày ấy, vào khoảng thời gian cuối năm 2003, một người tàn tật như chị muốn vay được vốn làm ăn rất khó. Thế nhưng, thấu hiểu ước mong của chị, các tổ chức đoàn thể vẫn mạnh dạn đứng ra tiền chấp cho chị Vi Thị Xuân vay 4 triệu đồng để làm ăn. Không ai nghĩ chị làm được điều to lớn. Đến nay, ngoài một cửa hàng tạp hóa mà chị luôn tất bật sớm trưa phục vụ bà con lối xóm, chị Xuân còn phát triển được mô hình chăn nuôi kết hợp trồng hơn 10 hectare rừng. Toàn bộ công việc chăn nuôi, chăm sóc rừng nguyên liệu, chị đều thuê nhân công làm hết. Mong muốn của chị Xuân là nếu khai thác được rừng trồng tới đây, chị sẽ bán lấy tiền xây một ngôi nhà bề thế, mở rộng đại lý kinh doanh. Ở đấy dân tộc Thái cho tôi thì cái tinh làng nghề xóm nó cao quý lắm. Người ta bảo là mua đâu cũng mua. Chứ mà mua cũng giá cả như nhau cả, chứ mà mỗi khi thì mình không làm được gì cho o thì mình nói là đến đây mua cho o một gói mì tôm hay một gói bánh hay là một cái gì đó thì nhỏ nhặt nhất thì cho đỡ á, thì đó là một cái tôi, cho dù sau này mãi mãi thì tôi không bao giờ tôi quên được tình làng nghề xóm cả. Với bên Hội Phụ nữ á, thì họ nói là cùng tạo, ví dụ như có cái vốn tôi thêm mà thiếu vốn lấy hàng thì bên phụ nữ họ cùng tạo cho một ít nào đó. Chứ nhiều thì cũng có, mà bởi vì hồi quỷ hồi thì cũng có là báo thì họ cũng tích cho vay một ít. Cho đến nay, phong trào phát triển kinh tế trên địa bàn huyện Quỳ Hợp đạt được kết quả to lớn, đẩy lùi đói nghèo trong cộng đồng khu dân cư hẻo lánh. Bộ mặt nông thôn đã khởi sắc vì nhiều nhà cao, rộng được mọc lên. Những mô hình làm ăn hiệu quả đó đã và đang chứng tỏ cho nghị lực lao động sáng tạo của từng cá nhân, đồng thời khẳng định rằng vùng đất nào cũng có thể xóa nghèo, làm giàu. Các mô hình kinh tế chăn nuôi tổng hợp của cựu chiến binh Trịnh Văn Phượng ở xóm Châu Thành, xã Tam Hợp, mô hình trồng cam, nuôi dê của trưởng ban công tác mặt trận Trương Thanh Trình ở xóm Món, xã Hạ Sơn, huyện Quỳ Hợp, nằm ở vùng sâu xa
đều là những mô hình trung bình cho thu nhập vài 300 triệu đồng một năm. Tham gia công tác mặt trận của xóm Món, xã Sơn, về công tác dân vận, về công tác riêng công tác dân vận đoàn kết trong toàn thể nhân dân là một phần, nhưng mà trong đó thì còn có tổ chức kỳ hội như trồng vườn, làm trồng rừng, như trồng xoan, trồng lát, trồng mét, về trong thực tế nhất là trồng cây cam. Thì trong cái chi hội chúng tôi, trong cái xóm và có trong xóm bàn chúng tôi là có đã vận động được hơn 10 hộ trồng cây cam. Còn riêng tôi thì nói chung thì đang năm bước năm thứ năm thì có thu nhập tạm ổn vì nói chung với cây cam. Còn chủ yếu là vận động anh em trong bà con nhân dân trong xóm là cũng đã chuyển đổi cây cối cây trồng. Nhiều năm qua, để thực hiện tốt công tác xóa đói nghèo, đẩy mạnh phong trào thi đua làm kinh tế, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Quỳ Hợp đã triển khai tuyên truyền, hỗ trợ bà con dưới nhiều hình thức khác nhau, từ giúp tiền mặt đến tặng trâu bò, dê sinh sản. Cuộc vận động gây quỹ vì người nghèo tiếp tục được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp ở huyện Quỳ Hợp và các tổ chức thành viên kêu gọi. Năm 2014 đã đi qua, nguồn quỹ gần 1 tỷ đồng, mặt trận đã giải ngân kịp thời, giúp đỡ xây nhà đại đoàn kết cho nhiều gia đình khó khăn về nhà ở, hỗ trợ vốn cho người nghèo làm ăn đón Tết. Công việc đó đòi hỏi tâm sức, sự nhiệt tình của cán bộ làm công tác mặt trận luôn đi sâu, đi sát với dân. Năm 2014, được sự quan tâm của Ban Thường vụ Huyện ủy, sự phối hợp của Ủy ban Nhân dân huyện và các tổ chức thành viên, trong công tác người nghèo, huyện Quỳ Hợp đã đạt được những kết quả rất là tích cực. Mặt trận Tổ quốc đã phối hợp với các tổ chức thành viên từ huyện đến cơ sở đã tổ chức triển khai ủng hộ cho người nghèo. Và trong đó trọng tâm là tập trung xây nhà đại đoàn kết, hỗ trợ phát triển kinh tế cho các hộ nghèo. Sự quan tâm đó đã đáp lại những cái mong muốn của các cấp các ngành. Các cái mô hình phát triển kinh tế, các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo và gắn với xây dựng nông thôn mới, xây dựng làng bản gia đình văn hóa, là một cái thành tích chưa phải là nhiều, nhưng đối với các huyện miền núi thì đã có một cái sức lan tỏa rộng khắp trong quần chúng nhân dân. Bám sát nhiệm vụ trọng tâm do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, cụ thể hóa vào tình hình thực tế của địa phương, thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế xóa nghèo theo nghị quyết của Đại hội Đảng bộ huyện Quỳ Hợp nhiệm kỳ 2010-2015. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Quỳ Hợp đã thực sự gánh vai trò quan trọng trong việc kêu gọi, hỗ trợ, động viên người nghèo có thêm phương tiện xóa nghèo, tăng chí hướng vươn lên. Những mô hình làm ăn vượt lên chính mình và đang giàu lên ở nhiều thôn bản vùng sâu xa mà chúng tôi đề cập nơi đây chỉ mới là một phần từ sự chung tay góp sức của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Quỳ Hợp trong tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân vào công cuộc đẩy mạnh phát triển kinh tế, xóa đói nghèo, xây dựng cuộc sống ấm no hơn.